Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sao Ngọc Hoàng nhìn đăm chiêu vậy ạ? Sắp đến thời khắc cuối năm rồi, không biết tình hình hạ giới như thế nào. Ta có nên ngao du một chuyến xuống trần gian không nhỉ? Các thanh thấy sao? Dạ bẩm, thần thấy đó là một ý kiến hay ạ. Dạ, đó cũng là một dịp để Ngọc Hoàng vừa thăm thủ chuẩn trần gian sau hơn 2 năm giống đại dịch Covid ạ. Ồ, ta thấy vậy cũng hợp lý. Được rồi, chúng ta đi thôi. Mình đi đâu thì các chế ơi, lên núi hay đi lên rừng, lội xuống sông hay xuống biển, à sao tự nhiên là vui thế. Nào mình làm cái đi, ồn ào quá. Các ngươi quên nhiệm vụ của chúng ta xuống đây là làm gì rồi à? Dạ, chúng tôi xin lỗi ạ. Ủa bác Đậu, nghe hát karaoke à? Dạ không có ạ, thần còn đang chim cho các đại thần có chuỗi trần gian say mê nè. Vậy à, nó ồn như Khánh hát vậy. Ô kìa, ở dưới trần gian giờ còn làm được cả mây nữa cơ à. Mà sao những đám mây này lại đen như thế này? Phải chăng đây là... Phải chăng đây là lò gạch ngày xưa chiếc phèo bị bỏ lại, đã hoạt động lại rồi sao? Dạ, chúng thần cũng không biết nữa à. À, ở đằng kia có một ngôi trường, hay là chúng ta hãy tự lại tham quan xem như thế nào đi ạ? Được. Này mấy đứa kia, các người có biết làm như vậy là gây ô nhiễm môi trường không hả? Sao? Thì liên quan gì mấy người? Thật là hồ chứ. Đi tụi mày. Nhà vẫn Ngọc Hoàng, thường thấy ngay cả môi trường trang nghiêm như vậy mà lại có hiện tượng xả rác ra môi trường, thật là không ổn. Hay là chúng ta hãy thử đi xem xét xem vài nơi như thế nào đi ạ? Được. Eo ơi, cái mùi gì thế này thật là kinh khủng. Ờ, ta cũng thấy vậy, thật là khủng khiếp. À, hình như là còn do con sông này kia, thật là quá kinh khủng luôn. Ôi trời, sao nước sông ở đây lại bẩn như thế này, lại có rác trôi lình bình trên mặt nước nữa chứ. Bác đảo Nam Tàu, hai người có nghe tao nói gì không? Dạ, không mấy, Ngọc Hoàng hỏi lại được đúng không ạ? Ta hỏi là tại sao nước sông ở đây lại bẩn như thế này? Dạ, chúng thần cũng không biết nữa ạ. Hay là chúng ta hãy tự di chuyển lại bờ biển phía bên kia xem nó có bị ô nhiễm như thế này không ạ? Được, nhanh đi. Trời ơi, sao mà kinh khủng như vậy? Thật là ở đây không ngờ trên mặt nước lại lên nhiều rác thải, nào là chai ni lông, nào là chả là chai nhựa, chả là bao ni lông, thật là quá là ô nhiễm luôn. À, hay là chúng ta cùng lên rừng xem tiếp tình hình như thế nào đi ạ? Thần thấy ngay cả nơi này mà tình hình không ổn nè. Trời đất ơi, cái gì thế này? Ngay cả rừng mà còn bị ô nhiễm nữa cơ à? Nơi thì đất thải hóa bạc màu, nơi thì đất đai cằn cỗi. Ta thấy tình hình có vẻ ngày càng chuyển biến xấu đi. Chúng ta cần về ngay. Dạ. Thật không là ta không ngờ đến hình trần gian lại ô nhiễm đến như vậy. Các anh hãy cho ta một lời giải thích. Dạ bẩm. Nhanh lên. Thần nghĩ là ta nên gọi Tạo Môi Trường, Tạo Y Tế và Tạo Giáo Dục lên hỏi tình hình như thế nào đi ạ? Cho truyền Tạo Y Tế, Tạo Môi Trường, Tạo Giáo Dục lên Tôn Ngọc Quang. Chúng em đó, đó có chúng em đây. Các người nhớ người giới định rồi hả? Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Chúng thần thật sự không có ý đó đâu ạ. Alo. Ta cùng hai đại thần đây du hành một chuyến xuống trần gian và chứng kiến được rất nhiều hiện tượng ô nhiễm môi trường. Các thành nghĩ cho ta một lời giải thích. Này, các ngươi nhìn thấy chưa? Ô nhiễm thật ớn luôn đó. Ý trời ơi, Tạo Môi Trường dạo này bê bối quá nhỉ? Lại để cho môi trường ở dưới hạ giới ô nhiễm trầm trọng như thế này. Ông tính nhắm mắt làm ngơ à? Thì
tôi đây cũng đang cố gắng khắc phục và cắt giảm lượng rác thải. Tuy nhiên, xã hội hiện nay đang phát triển theo một tốc độ quá nhanh chóng, cộng thêm việc phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lại có một vài thành phần. Mà tình trạng ô nhiễm môi trường lại trầm trọng đến như vậy. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, trong suốt năm qua, thần vẫn duy trì các chính sách bảo vệ môi trường cũng như hoàn thành tốt vai trò của mình. Tuy nhiên, lượng rác thải phát sinh sau đợt dịch Covid quá lớn đến mức mất kiểm soát. Thì thần nghĩ chuyện này, Ngọc Hoàng nên hỏi thêm một người nữa đi ạ. Ý ngươi là... Dạ, do Táo Y tế đấy ạ. Táo Y tế, ngươi còn lời gì để nói không? Dạ, dạ bẩm, quả thật trong đợt dịch vừa qua, lượng khẩu trang, ống tiêm và que test Covid đã thải ra môi trường quá nhiều so với những năm trước đây. Nhưng đối với thần, điều này là không thể tránh khỏi ạ. Ừ thì Táo Y tế cũng có một phần lỗi, nhưng xét cho cùng thì ý thức con người cũng gây tác động lớn đến công tác bảo vệ môi trường. Nếu như có một nền giáo dục quy củ hoàn thiện thì đâu dẫn đến nông nổi như thế này, đúng chứ Táo giáo dục? Dạ bẩm, bẩm, việc tuyên truyền cũng là trách nhiệm của thần. Thần cũng đã giám sát các con, nhưng... Thôi thôi, ông đừng có một viện cớ nữa. Ông phải mình chịu một phần trách nhiệm cho việc này chứ. Đúng, đúng, đúng. Dạ, Vũ Ngọc Hoàng, thân thấy việc này là không ổn. Hay là chúng ta hãy cho gọi các nhân chứng ở dưới trần gian, thiên tố, nước, đất và không khí để hỏi rõ nguyên nhân đi à. Ừ, các ngươi hãy gọi ba nhân chứng lên đi. Cho truyền các nhân chứng vào điện. Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Không khí, dạo này ngươi thế nào rồi? Cảm ơn Ngọc Hoàng đã quan tâm. Dạo này sức khỏe thật tốt lắm ạ. Những năm qua, các hoạt động xả thải của con người, hoạt động sản xuất, phương tiện giao thông cùng những thiên tai như bão lũ, lốc xoáy đã liên tục đem vào thần một lượng lớn khí thải vô cùng độc hại. Thưa Ngọc Hoàng, mong ngài suy xét ạ. Còn các nhân tố khác thì sao? Còn thần, thần khổ lắm Ngọc Hoàng à. Trên người thần nặng chịu những chai nhựa, bao lưu thông, chất thải đang dần ngấm vào cơ thể thần, làm thần không thể đủ nguồn nước để cung cấp cho động thực vật và môi trường xung quanh được nữa. Hơn thế nữa, các bạn cá, bản thân thần cũng đang dần yếu mòn đi, thần thật chẳng biết phải làm sao. Đúng vậy, những năm trước ta còn thấy ngươi còn khỏe mạnh tráng cơ mà, sao năm nay là trông gầy gò ốm yếu như vậy, còn đất đã chịu tác hại gì từ con người? Thần vốn mang trong mình một chiếc áo nâu đen. Vậy bây giờ chiếc áo nâu đen đấy đã thoa đỏ mặt màu. Bởi do sự xả thải của các nhà máy, công nghiệp, nông nghiệp cùng với rác thải sinh hoạt của con người đã khiến thần bị thoái hóa và bạc màu. Thần thật sự rất mệt mỏi ạ. Hổ sợ, các ngươi đừng có mà thêm dầu vào lửa. Những cái sự ô nhiễm mà các ngươi đang mang trên cơ thể là những tàn tích còn sót lại của hoạt động xả thải của loài người từ rất nhiều năm về trước cơ mà. Đúng vậy, rõ ràng tôi đã thấy tàu môi trường đã thực hiện tốt những biện pháp môi trường để bảo vệ các ngươi được cơ mà. Các ngươi đừng có mà nói dối nữa. Sức. Đúng đúng đúng, nhất là trong hơn 2 năm dịch bệnh Covid vừa qua, các ung thư hay viêm màng não rồi cái thế giới này cũng sẽ ngập trong ô nhiễm và bị hủy hoại mà thôi. Đấy, các Khanh còn lời gì nói được không? Các Khanh đã thấy tác hại của mình gây ra chưa? Ta thấy các ngươi chỉ biết lười biếng đủ để trách nhiệm của mình cho nhau mà chẳng xem lại bản thân mình. Dạ bẩm, dạ thưa Ngọc Hoàng, thần thật sự biết lỗi rồi ạ. Quả thật trong những năm qua thần đã có phần lơ là và vô trách nhiệm. Tuy nhiên sau sự việc lần này, thần nhất định sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao. Dạ bẩm, thần cũng đã biết lỗi rồi ạ. Thần đã bỏ bê công việc nhưng lần này thần hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cụ thể là đẩy mạnh công nghệ xử lý chất thải y tế theo hướng không đốt, bảo vệ an toàn cho con người lẫn môi trường ạ. Dạ bẩm, còn đối với thần, thần sẽ tự kiểm điểm lại và nâng cao ý thức của người dân hơn, tuyên truyền rộng rãi nguyên tắc 3R ạ. Ủa mà khoan, mà nguyên tắc 3R là gì vậy? Ngươi thật là nguyên tắc 3R mà cũng không biết nữa. Nguyên tắc 3R là Reduce, Reuse, Recycle, tức là giảm sử dụng, tái sử dụng và sử dụng sản phẩm tái chế, biết chưa? Vậy là các Khanh đã có các biện pháp giải phục, các biện pháp khắc phục mọi việc. Mỗi Khanh đều mang trong mình một nhiệm vụ vô cùng cao cả.